cuộc khủng hoảng khí hậu là vấn đề toàn cầu cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Sự gia tăng phát thải khí nhà kính đã dẫn đến nhiệt độ tăng cao, băng tan và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đó là lý do tại sao trung hòa carbon là chìa khóa cho những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu và cũng là yếu tố cốt lõi của thỏa thuận chung Paris 2015. Vậy những thuật ngữ như phát thải khí nhà kính, dấu chân carbon và trung hòa carbon thực sự có ý nghĩa gì? Các loại khí nhà kính như carbon dioxide, bẩy nhiệt trong bầu khí quyển trái đất và lượng phát thải ngày càng tăng đang góp phần vào sự nóng lên toàn cầu. Dấu chân carbon của một sản phẩm hoặc dịch vụ đề cập đến lượng phát thải khí nhà kính được tạo ra trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ đó, từ quá trình sản xuất nguyên liệu thô đến việc thải bỏ hoặc tái chế thành phẩm. Trung hòa carbon có nghĩa là đạt được sự cân bằng giữa lượng khí nhà kính phát ra và lượng khí nhà kính được loại bỏ khỏi khí quyển. Ngày càng có nhiều quốc gia và tập đoàn cam kết đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Để chung tay với xu hướng toàn cầu này, chúng tôi đã cho ra mắt loại giấy mới mang tên Paper One HGGSM Digital Carbon Neutral. Dòng sản phẩm này đã được SCS Global Service chứng nhận là trung tính carbon dựa trên đánh giá vòng đời từ đầu đến cuối. Đánh giá này đo lường tác động môi trường của sản phẩm trong toàn bộ vòng đời của nó, được tính đến từng bước của quá trình sản xuất, bao gồm cả việc quản trị bền vững các nông trường cung cấp sợi gỗ, quy trình gia công và cả những phương án khi kết thúc vòng đời như thải bỏ hoặc tái chế thành phẩm. Bằng cách sử dụng sản phẩm được chứng nhận trung tính carbon, các tổ chức có thể chứng minh cam kết của mình đối với tính bền vững và đóng góp cho nỗ lực toàn cầu. Với vai trò là những cá nhân, chúng ta cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Bằng cách sử dụng giấy được sản xuất theo phương pháp bền vững và được chứng nhận trung tính carbon, chúng ta có thể góp phần hạn chế dấu chân carbon cá nhân và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Để giúp tạo dựng một tương lai xanh hơn, hãy chọn Paper One HGGSM Digital Carbon Neutral.